Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chỉ số mới, đó chính là volume. Mình là Cao quyết định. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về volume. Mình sẽ chỉ dẫn trên VN30. Chúng ta sẽ xác định điểm mua và điểm bán theo cá mập. Đó chính là những nhà tạo lập của thị trường. Bất kể một cổ phiếu nào đều có một nhà tạo lập hoặc một nhóm nhà tạo lập, nên chúng ta là một cá nhân đơn lẻ không nên đi ngược xu hướng của nhà tạo lập. Và chúng ta muốn biết nhà tạo lập là ai thì chúng ta phải theo dõi được chỉ số volume, đó chính là khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch rất quan trọng với chúng ta, và chúng ta sẽ phải luyện đi luyện lại thuần thục và nhìn vào biểu đồ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ. Đây là biểu đồ của VN30. Mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn. Đây là một thị trường đi xuống. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thị trường của chúng ta, đây là những ngày xảy ra Covid. Khi volume, đây là volume. Đó là xác định tín hiệu mua. Phần trên này bán ồ ạt và volume vẫn không tăng. Volume bán ồ ạt. Đây ạ, đây là điểm breakout xuống của volume. Chúng ta thấy là volume này cao một cách rất là mạnh. Và đến đoạn này chúng ta thấy volume giảm. Và đến đoạn này chúng ta thấy volume cũng giảm, đúng không ạ? Giảm. Chúng ta thấy volume giảm phần nhỏ đây. Và chúng ta để ý cả một phần lớn này là một volume tăng hơn các phần khác, cao hơn các phần khác, đúng không ạ? Cái phần này là phần volume nhỏ này. Đấy. Thì chúng ta thấy thị trường đi lên. Đó là thị trường. Khi thị trường xuống, đến khi nào volume cạn kiệt thì phe bán đã không muốn bán, phe mua bắt đầu nhảy vào, tạo ra volume lớn thì ta sẽ xem xét mua vào. Đấy, các bạn nên nhớ nè. Khi thị trường đi xuống, đây là thị trường đi xuống, đúng không ạ? Đến khi nào volume cạn kiệt, chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Mới đầu đi xuống thì người đầu nhà đầu tư rất là hoang mang, bán tháo thì rất là mạnh. Đến lúc khi đoạn này là volume cạn kiệt, volume ít đi và chúng ta thấy ít đi, thế cá mập họ đã gom hàng từ lúc sự hoảng loạn này xảy ra, và đến khi volume ở cuối của cái cây nến ngày đây, cây nến bin, cây nến doji đây, đây ạ của cây nến này đấy, thì chúng ta thấy là volume ít đi. Khi đó có một cây nến tăng rất là mạnh, hai ba cây nến tăng rất là mạnh, và lúc đó thị trường đi lên. Đây ạ, chúng ta để ý thị trường đi lên và volume tăng rất là mạnh. Hãy nhớ rõ mình đọc nha. Thị trường xuống đến khi nào volume cạn kiệt, tức là khi thị trường đi xuống thì mới đầu nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo thì tạo ra volume lớn. Và khi thị trường đã hoảng loạn đến một vài ngày, một vài tuần thì ta thấy nhiều nhà đầu tư lại hết sự sợ hãi, tức là họ quen với cái lỗi sợ hãi đó rồi, và họ phân vân là mình có nên bán hay không, mà nó mới tạo ra volume ít đi, đúng không ạ? Và đến khi nào mà volume không còn cao nữa thì lúc đấy là cá mập họ đã vừa gom dần dần, và đến lúc đấy họ biết là
thị trường là không thể xuống được nữa rồi, thì sự hoảng loạn đã hết, thì đấy cao mập mới đẩy giá lên, đúng không ạ? Đẩy giá lên một chút thì các nhà đầu tư thì khi thấy giá lên thì trong con người luôn luôn có nỗi sợ hãi, đúng không ạ? Sợ giá lại xuống lại nên là khối lượng lớn bán ra. Khối lượng bán ra thì nếu mà khối lượng lớn bán ra mà khối lượng nó được khớp lệnh và được thanh khoản, tức là được cá mập mua vào, thì khả năng tăng cao là tăng tiếp. Còn nếu khối lượng không tăng mà giá cổ phiếu tăng thì khả năng là tăng ảo, đúng không ạ? Nên chúng ta để ý đến khối lượng khớp lệnh nhiều ở đáy, đó chính là hiện tượng nhà tạo lập mua vào, và chúng ta sẽ lên đi theo nhà tạo lập đó. Chúng ta sẽ xem các chỉ số về các chỉ số khác nữa, nhưng chúng ta sẽ nhảy vào mua mua. Thế vậy khi nào bán? Để chúng ta để ý là khi nào bán nào, khi chúng ta đã bắt được điểm mua rồi thì chúng ta phải tìm được điểm bán bằng khối lượng. Thì chúng ta hãy xem điểm bán thì chúng ta cũng thấy khi giá cổ phiếu lên đến một ngưỡng nào đó thì chúng ta thấy volume tăng lên, đúng không ạ? Volume khu này tăng lên, tăng cao lên, thì chúng ta sẽ thấy giá cổ phiếu sẽ xuống 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 dần xuống dần. Thì lúc này chúng ta lên nhảy ra khỏi thị trường, chúng ta và nhảy ra khỏi thị trường để giữ an toàn á, để giữ an toàn và tìm điểm xác nhận mua sau. Tức là chúng ta sẽ tìm điểm xác nhận mua sau bằng phương pháp khác hoặc là bằng volume cũng được. Chúng ta sẽ tìm điểm xác nhận thị trường. Đấy. Đây chúng ta xem. Đấy, thị trường đã đi xuống. Đấy đúng không ạ? Đây lúc vừa là volume tăng này, thị trường xuống này. Xuống. Ở đây volume tăng, thị trường lại đi lên. Chúng ta hãy đi theo nhà tạo lập. Nên là chúng ta sẽ tự tin hơn khi giao dịch. Khi thị trường tăng quá nóng thì ta thấy khối lượng tăng cao trong phiên, trong nhiều phiên mà giá cổ phiếu không đi lên hoặc đi ngang, tức là không lên ấy, đi ngang, ta có thể xem xét bán. Đấy, có một số cổ phiếu phân phối dài bằng khối lượng nhỏ, ta cần cảnh giác và ra hàng đợi tín hiệu xác thực. Có một số cổ phiếu họ phân phối đi ngang rất là dài làm cho chúng ta mất cảnh giác, nhưng mà dấu hiệu phân phối bằng khối lượng thấp mà chúng ta sẽ thấy là giá cổ phiếu sẽ không lên, và thì giá thì có đi ngang và đi xuống dập dìu trong trong dao động 5 đến 10%, nên chúng ta tầm 5%, nên chúng ta sẽ xác định điểm bán ra và chúng ta đợi tín hiệu xác thực, đúng không ạ? Tức là chúng ta không thể ăn hết cả đầu lẫn đuôi được, mà chúng ta thì ăn giữa thân cá thôi, chúng ta không nên ăn đầu, không nên ăn đuôi, đúng không ạ? Ví dụ volume đã xác thực rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tìm cái điểm breakout, ta tìm điểm breakout và chúng ta đi theo nó. Chung quy là chúng ta phải nên nhớ là chúng ta luôn luôn phải đi theo dòng tiền, không được đi ngược lại dòng tiền. Chúng ta đi ngược lại dòng tiền có thể một lúc nào đó khi giá cổ phiếu đổ xuống thì thanh khoản sẽ không có, dù chúng ta muốn bán cũng không bán được, nên chúng ta chỉ có thể bán trong lúc mà thị trường vẫn còn đang hưng phấn, vẫn còn đang có sự an toàn. Còn khi thị trường đã mất sự an toàn rồi thì chúng ta muốn bán thì cũng không người mua. Đó là một thực tế rất phũ phàng của cổ phiếu, tức là chúng ta thì có thể nhìn thị trường đổ xuống thôi. Đấy, và không làm sao cả, thì lúc đó chúng ta có thể chuyển sang chứng khoán phái sinh, tức là giao dịch phái sinh, sell và buy. Thì chúng ta sẽ đặt lệnh sell và lúc đó chúng ta sẽ cũng kiếm được một khoản tiền lớn và bù đắp lại cái giá cổ phiếu mất đã mất.
Và video này mình sẽ xin chấm dứt đây. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn. Các bạn phải nghe kỹ cái vấn đề này, nó rất là trừu tượng. Vấn đề volume là vấn đề trừu tượng, chúng ta phải giao dịch nhiều, chúng ta phải am hiểu về nó. Và cái vấn đề volume này nó luôn luôn quyết định mọi cổ phiếu có lên hoặc xuống hay không, rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Bạn có muốn mua một mảnh đất, đúng không ạ, thì phải có một thị trường và phải có nhiều nhà đến giao dịch thì đất bất động sản nó sẽ lên giá. Và khi bất động sản lên giá thì đến một giai đoạn nào nóng sốt, nhiều cò đất, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ cảm thấy là thị trường nóng quá rồi, cò đất mua đi bán lại, đến khi là nhà đầu tư thực không còn mà chỉ còn những người đầu cơ mua đi bán lại thì chúng ta lúc đấy phải bán ra. Bán ra có thể chúng ta sẽ không thể bán được đỉnh mà chúng ta chỉ bán được đến đoạn khoảng tầm 80%, còn 20% kia thì dành cho người ta. Vấn đề đấy là vấn đề rủi ro. Nếu nhà đầu tư nào mà có kinh nghiệm thì người ta sẽ chiến thắng. Còn nếu nhà đầu tư nào không có kiến định, không có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ ôm miếng đất đó đến tận những chu kỳ sau và cầm tiền của mình. Nếu mà người nào lợi thì người ta sẽ chắc chắn sẽ phải bán miếng đất đó ra, giảm giá. Và đấy chúng ta lại thấy một chu kỳ bong bóng đi xuống, đúng không ạ? Thì trong cổ phiếu cũng thế, nhưng cổ phiếu là một chu kỳ ngắn hạn hơn bất động sản. Nên là những người chơi cổ phiếu là những người nắm bắt về thị trường rất là tốt, phán đoán thị trường bất động sản rất là tốt trong dài hạn. Đó. Nên là dù sao đi nữa, các nhà đầu tư chứng khoán có một số người thua lỗ nhưng người ta cũng sẽ hiểu thị trường hơn những người khác ở trong vấn đề bất động sản. Nhưng đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chiến thắng thị trường, chiến thắng với 80% số người không biết kia. Các bạn hãy lắng nghe mình và để ý đến đến những cái nhỏ nhặt trong cái video của mình chia sẻ. Các bạn sẽ nhìn thấy điều kỳ diệu trong đó. Đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.